từ một cậu dreamer nghèo với mối tình sinh viên đẹp đẽ. Dream là tình yêu thôi, nhưng mà em á là cuộc đời của anh. Có lẽ sẽ chẳng có gì đổi thay nếu số phận Duy Nguyễn không trải qua một vết cắt đầy nghiệt ngã trong tình yêu. Bạn nuôi anh bỏ chưa đủ loài, làm sao tôi nói em? Khi cô bạn sinh viên vì giàu sang mà ngã vào tay đại gia mà Duy Nguyễn từng phải đi làm thuê để kiếm sống, vết cắt đã dập tắt đi những hy vọng thời tuổi trẻ. Bình an! Nhưng không, Duy Nguyễn càng mạnh mẽ, khát khao hơn để chinh phục những tầm cao mới trong cuộc sống, để khẳng định bản thân, để ngang hàng với người đã từng cướp của anh tất cả. Dù có được địa vị cao trong xã hội, nhưng Duy Nguyễn vẫn không thể nào quên được hình ảnh của người xưa. Anh tiếp tục lẩn quẩn trong tình yêu và sự thù hận, để rồi anh phải nhận lấy một nhát dao tình chí mạng khi mà nhân tình cùng với kẻ thù xưa không tha cho anh. Đình Đình là một cô gái làm tim Duy Nguyễn tứa máu trong quá khứ lẫn hiện tại. Trong lúc thất vọng thì Duy Nguyễn đã gặp một cô gái khác, trẻ hơn, hồn nhiên và ngây thơ đến trong sáng. Để khỏa lấp trái tim bị tổn thương và để lấy làm cái cớ quên đi người xưa, Duy Nguyễn đã lao vào cuộc vui như một con thiêu thân thấy ánh đèn dầu mà không ngờ rằng tất cả nhiều nguy hiểm đang bủa vây anh. Để rồi, từ sự thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc với cô nhân tình bé nhỏ, bỗng Duy Nguyễn sụp đổ chỉ sau một đêm. Anh ơi, công ty bên mình đã phá sản rồi. Em vừa chuyển 100 tỷ mua 10 container. Bây giờ, nó không giao hàng được nữa. Mình mất trắng 100 tỷ rồi anh ạ. Tiền bạc mất trắng và đối diện nhiều khó khăn chồng chất phía trước. Ngay cả tỷ hưu mà cũng bỏ mà đi nữa. Tình yêu răng mặt chỉ là sự phản bội. Nguyên nhân tại sao? Do ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của một âm mưu vô cùng lớn? Tụ họp đàn em là hết cho tao. Sự gì? Liên hoàn kế. Sao lúc nào anh sụp đổ cũng tới hết vậy? 20 tỷ, 50 tỷ và bây giờ là 100 tỷ. Mỹ nhân kế đi kèm với khổ nhục kế. Cuộc đời của anh là phải gắn liền với em. Đàn bà bên anh có thể nhiều, nhưng khi sụp đổ chỉ có em thôi. Để tiêu diệt Duy Nguyễn, một nhân vật mà đối thủ nhận định rằng không thể dễ bị đánh bại. Đã là bạn, suốt đời là bạn. Một lần phản bội bạn là kẻ thù. Và Duy Nguyễn đoạt lại cơ đồ của mình như thế nào? Mời các bạn đón xem tập cuối Gió đổi chiều hay Cú đấm nghìn tỷ, để khép lại bộ phim với nhiều tình huống bất ngờ đến thoát tim, ly kỳ và kịch tính. Anh muốn em gặp thằng bộ cũ của em. Em biết phải làm gì rồi chứ? Ok, em hiểu. Không thể biết trước nội dung và chuyển biến tâm lý nhân vật. Cuộc chiến khốc liệt giữa thiện và ác, giữa tình mới và tình cũ. Ai là người sát cánh cùng Duy Nguyễn? Ai sẽ là những kẻ phản bội xấu xa, chà đạp trên nhân nghĩa và đạo đức? Con chó phản đồ của tao mày cũng nuôi nữa hả? Một nửa sự thật cuộc đời, Duy Nguyễn, THOL.